Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, nghìn năm trước, cha ông mở đất đã dừng chân vùng đất Địa Linh, quê nghèo chan chứa ân tình nặng nghĩa gắn mình với ta. Tham gia hội thi thiếu nhi tuyên truyền và giới thiệu sách hè 2023, đội chúng em đến từ xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, một vùng quê kiên cường giàu truyền thống cách mạng. Xã Thụy Hương cách trung tâm Hà Nội 23 km về phía tây bắc. Thật vinh dự và tự hào, năm 2009, Thụy Hương được chọn là một trong 11 xã trong toàn quốc xây dựng mô hình nông thôn mới. Tự hào truyền thống quê hương, mỗi chúng em càng yêu hơn mảnh đất, đồng quê rộng, dòng sông quê lụa, giàu ngát xanh, người cần mẫn vun trồng, nếp chạp trổ bàn tay nghề truyền thống, tỏa muôn hương cảnh hạt bay xa. Đến Thụy Hương hay đến thăm trường trung học cơ sở, môi trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, hàng cây xanh bốn mùa ôm ấp, mái trường quê em quý em yêu. Trường trung học cơ sở Thụy Hương, ngôi trường 55 năm tuổi, là cái lôi của biết bao thế hệ học sinh học tập trưởng thành. Năm 2012-2018, trường được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Kính thưa ban giám khảo, mỗi trang sách là trang đời rộng mở, là con đường dập bóng những hàng cây, là cái nắng rực rỡ những mây xanh, là trời xanh em bay cao khát vọng. Sách kỳ diệu biết bao phải không các bạn? Mỗi học sinh Thụy Hương luôn coi thư viện nhà trường như điểm hẹn của tri thức, của những niềm say mê. Tủ sách của chúng em có rất nhiều những cuốn sách, sách phục vụ học tập, sách hiểu biết về thế giới tự nhiên, xã hội, sách kỹ năng sống, giá trị sống nữa nhé. Chúng em thực sự thích thú với thư viện nhà trường. Nhờ có những quyển sách mà chúng em thấy yêu mến quê hương mình hơn. Đặc biệt, chúng em luôn tự hào là một người con của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đến với hội thi ngày hôm nay, đội chúng em gồm 3 thành viên. Em tên là Tào Ngân Giang, đội trưởng. Em có ước mơ trở thành nhà văn để viết những trang sách giới thiệu về quê hương, đất nước, dân tộc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Em mong muốn những cuốn sách của em sẽ đến được với nhiều bạn đọc trong và ngoài nước. Còn em tên là Đặng Hà Ly. Em có ước mơ là trở thành nhà nghiên cứu lịch sử. Em sẽ tiếp nối truyền thống của các nhà sử học Việt Nam, nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu lịch sử Việt Nam đến với thế hệ trẻ Việt Nam và bạn bè Long Châu. Còn em tên là Trịnh Quang Vinh. Em đến đây với mong muốn được giao lưu, học hỏi và được giới thiệu những cuốn sách mà thiếu nhi Hà Nội yêu mến. Chuyên môn của em là mỗi cuốn sách chính là một người bạn thân. Chúng em đến từ lớp 7A, trường trung học cơ sở Thụy Hương. Đến với thi ngày hôm nay, chúng em muốn giới thiệu cuốn sách Thăng Long, Kinh Kỳ, Kẻ Chợ của hai tác giả Nguyễn Huy Thắng và Nguyễn Quốc Tín do nhà xuất bản Kim Đồng in và phát hành vào năm 2021. Đến với hội thi ngày hôm nay, đội chúng em có thông điệp Books are family companions, sách người ta đồng hành thủy chung. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể các bạn, Hà Nội trong bạn là gì? Là những con phố náo nhiệt sầm uất, là những gánh hàng rong bên vệ đường, hay là những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn của thời gian? Với những người yêu Hà Nội từ trong máu thịt, thì đó còn gọi là cái chất của Hà Nội được vun đắp qua chiều dài hơn 1.000 năm lịch sử với bao thăng trầm. Mời các bạn hãy cùng chúng mình ngược dòng thời gian khám phá Hà Nội qua bộ sách Thăng Long, Kinh Kỳ, Kẻ Chợ của hai tác giả Nguyễn Huy Thắng và Nguyễn Quốc Tín do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Các bạn hãy cùng chúng mình ngược theo dòng chảy của lịch sử để khám phá bức tranh văn hóa, xã hội của Thăng Long Hà Nội xưa nhé. Bộ sách gồm 3 quyển, chia làm 3 thời kỳ: thời Lê Trịnh, thời Tây Sơn, nhà Nguyễn và Hà Nội thời cận đại. Tác giả đã phác họa một lát cắt trong bức tranh sống động về lịch sử, văn hóa, phong tục của người Hà Nội xưa trong những biến thiên của thời cuộc. Các bạn biết không, thời Lê Trung Hưng là thời kỳ đặc biệt khi đất nước vừa có vua, vừa có chúa, không chỉ là trung tâm chính trị và văn hóa Thăng Long mà còn là trung tâm kinh tế của đất nước, nơi tập trung của 30 ngành sản xuất thủ công và là đầu mối thương hiệu của cả nước, kể cả các nước phương Tây lớn như Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Các khu phố buôn bán, khu vực hành chính, kể cả quân phủ cũng đang xen nhau, trong nhiều trường hợp còn hòa quyện vào nhau. Giải thích cách gọi kẻ chợ là để chỉ đất và người Thăng Long cũng là từ những hình dung về đô thị thời này. Và cuốn Thăng Long, Kinh Kỳ, Kẻ Chợ, Thế Lê Trịnh chính là một trong bộ 3 cuốn sách viết về Thăng Long Hà Nội xưa mà chúng em muốn giới thiệu đến với các thầy cô và các bạn trong cuộc thi Thiếu Nhi Tuyên Truyền giới thiệu sách hè. Như cách tác giả giới thiệu, Thế Lê Trung Hưng, Đông Kinh cũng có tên là Kẻ Chợ. Các bạn có biết tên Kẻ Chợ có từ đâu không? Ban đầu tên gọi này chỉ dành để chỉ khu vực buôn bán, sản xuất,
gắn với đời sống dân sinh. Dần dần, người ta gọi chung cả kinh đô, bao gồm Hoàng Thành và Phủ Chúa, chính là kẻ chợ, hoặc Thăng Long kẻ chợ, để phân biệt Thăng Long với các triều đại Lý, Trần. Cuốn sách có... Cuốn sách có kích thước nhỏ gọn với chiều dài là 20,5cm và chiều rộng là 14,5cm, bao gồm 156 trang. Ấn tượng đầu tiên mà ta có thể thấy chính là sắc màu lâu và bìa mềm vô cùng trang nhã, đơn giản, nét vẽ không quá cầu kỳ, tạo cảm giác gần gũi, pha chút cổ kính xưa. Từ bìa sách, ta sẽ thấy các viên quan trong các phong phục thời phong kiến đứng xếp thành hai hàng trên chân trầu, xung quanh là khu vực hành chính đan xen vương phủ, toát lên một sự cao quý và quyền lực, một nét đặc trưng của triều đại phong kiến. Kế tiếp là tên của hai tác giả là Nguyễn Quốc Tín và Nguyễn Huy Thắng, rồi bận với dòng chữ Thăng Long, Kinh Kỳ, Kẻ Chợ, Thề Lê, Trịnh. Cuốn sách có nội dung rất đa dạng, phong phú, ngoài các bài ngắn như những lát cắt về con người, lịch sử, văn hóa nghệ thuật. Cuốn sách còn có phần niên biểu, tóm lược các mốc thời gian quan trọng gắn với các sự kiện lịch sử nổi bật của Thăng Long, Hà Nội, giúp bạn đọc dễ theo dõi và tra cứu thêm. Ở cuốn Thề Lê, Trịnh, bên cạnh những trang tái hiện lịch sử hỗn loạn thời Lương đầu chế, một Thăng Long điêu tàn với những vị vua không ngai, thòng vọng mà nhu nhược, người đọc còn được đón nhận những ghi chép tươi mới, đầy chất thơ và phong vị về một vùng đất kinh kỳ, kẻ chợ hào hoa, hội tụ nhiều nét đẹp trong cả dân gian lẫn nghệ thuật thời trung đại. Từ kiến trúc phủ chùa, danh thắng của Hà Nội đến lịch sử các ngành nghề thủ công của 36 phố phường, tất thảy đều tạo lên bức tranh đa màu, nhiều cung bậc. Một bài ca dao đã được kể chợ truyền khẩu như sau: Nhìn thu gặp hội Thái Bình, trải xem phong cảnh khắp thành Thăng Long. Phố ngoài bao bọc thành trong, cửa nam giám bắc tây đông rõ ràng. 36 mặt phố phường, hàng dây, hàng bạc, hàng ngang, hàng đào. Người đại cát, kẻ thành tàu, qua hàng thợ tiền lại vào hàng gai, hàng thêu, hàng trống, hàng bài, hàng thay chở gót ra chơi trang tiền. Nhắc trông chẳng khác động tiên, trên đồn cửa kéo dưới thuyền buồm răng. Phong quang lịch sự đâu bằng, dập dìu vong lọng tương bừng ngựa xe, hàng voi sang phố hàng bè, qua tòa thượng chính trở về đồng xuân. Trải qua hàng giấy dần dần, cùng đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa. Cầu đông vang tiếng chợ chùa, trăng soi ra đến gió lùa khói hương. Bộ sách Thăng Long Kinh Kỳ Kẻ Chợ không chỉ dừng lại ở những nội dung biên soạn tổng hợp các nguồn tư liệu lịch sử về Thăng Long Hà Nội xưa, mà điểm đặc quý ở tập sách chính là nhóm tác giả đã vận dụng tài tình nhiều điểm nhìn để soi chiếu những khía cạnh đặc trưng của Thăng Long Hà Nội, chất kinh kỳ và chất kẻ chợ song hành hội tụ ở đất và người Hà Nội. Trích dẫn từ trong cuốn sách này, hình ảnh các chúa Trịnh được phác họa tuy chuyên quyền với các vua Lê, tàn bạo với những người khác ý họ, nhưng mặt khác, họ cũng thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng cách mở cửa đón các thương nhân nước ngoài, mở các thương điếm ở Hà Nội. Đây chính là một góc nhìn mới mẻ trong giai đoạn lịch sử này. Trong sách viết, chúa Trịnh từng xây dựng lại cả một kinh kỳ bên ngoài hoàng thành cũ, trong đó có biệt phủ của mình và các đời chúa về sau. Thăng Long vốn là một thành phố có nhiều sông hồ, nhưng việc sang lấp, cải tạo mặt bằng tốn nhiều thời gian, công sức. Nào là đắp một con đường lớn, tách hồ Lục Thủy thành hai hồ riêng biệt, hồ Hữu Vọng, hồ Tà Vọng gọi là hồ Hoàn Kiếm, hồ Hữu Vọng gọi là hồ Thủ Quân. Nào là cắt một phần hồ Tây tạo ra hồ Trúc Bạch bằng cách đắp con đê cổ ngư nay là đường Thanh Niên Thẳng Tắp. Tất cả sự tỉ mỉ này đã tạo ra một cảnh quan kinh kỳ với nhiều góc nhìn phức tạp nhưng cũng rất sáng tạo. Chúa Trịnh đã rất quan tâm hệ thống sông ngòi ở nội đô. Thăng Long đã có sông Hồng và sông Đuống tỏa đi các tỉnh và ra biển. Chúa còn vùng biến những con sông nội đô như Kim Ngưu và Tô Lịnh kết nối với các hồ nhằm tạo ra một mạng giao thông đường thủy kết nối với các thông đường thủy để đi lại trong kinh thành. Điều này rất tác dụng vì có sông là có bến là có chợ, và chúng đã góp phần tạo ra rất nhiều chợ cho Đông Kinh sau này. Đồng thời, chúa Trịnh Tùng cho vào hết thành lũy và sang bằng địa hình với nhiều mục đích: xây một vương phủ riêng ngoài hàng thành, sắp xếp lại kinh đô hoàn toàn mới, phát triển Đông Kinh về phía đông nam kinh thành, sau đó tiến hành trùng tu các công trình chùa xưa mang tính lễ nghi như văn miếu, đàn tế lâm sao. Công việc xây dựng kinh đô kéo dài trong suốt 200 năm, lực lượng nhân công được điều động rất lớn và chọn toàn thợ khéo từ khắp cả nước, mang lại cho khu vương phủ, còn gọi là phủ chúa, một diện mạo riêng. Yếu tố mở của kinh thành, việc đi lại và sinh hoạt tự do đã tạo ra lối sống và làm ăn linh hoạt, phóng khoáng hơn đời trước. Giáo sĩ Alexander Gross đã phải trầm trồ và khẳng định về khu đô thị mở sầm uất và hoành tráng bậc nhất khi ấy. Nơi kinh đô có tới 2 vạn nóc nhà, các đường phố chính đều rộng rãi,
có 3 đường phố dài tới 3 dặm là thành phố lộng lẫy ngang hoặc hơn so với Venice. Kính thưa ban giám khảo, thưa các bạn, văn hóa đọc hiện nay đang có chiều hướng mai một, thế nhưng sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Chúng ta cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều hơn, sống tốt hơn, đặc biệt là những cuốn sách nói về văn hóa, xã hội trong lịch sử Việt Nam. Bộ sách Thăng Long Kinh Kỳ Kể Chợ không chỉ mang lại thông tin lịch sử với cái nhìn khách quan mà còn giúp độc giả, đặc biệt đối với thế hệ trẻ có thêm nhiều hiểu biết, thêm tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội, kinh đô có bề dày truyền thống và tinh thần nhân văn, khích lệ chúng ta phải biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy, mang theo trái tim, hình ảnh Hà Nội thân thương, tự hào về lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội. Cuốn sách đang có trong thư viện nhà trường chúng em với mã số đăng ký là 1299. Chúng em như các thế hệ ngày nay sẽ cùng nhau rèn đức luyện tài, làm nghìn việc tốt để làm rạng danh mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến. 300 trang viết hứa hẹn là cuốn sổ tay thú vị, tản mạn về Thăng Long kinh kỳ, sự bao biến thiên binh lửa và những cuộc đổi rời ngôi vị. Với bạn đọc trẻ hôm nay, chắc chắn dấu ấn Thăng Long Hà Nội xưa sẽ còn được phục dựng trong suy tư, trong cả những trăn trở giữ gìn nét đẹp Hà Nội hơn 1.000 năm tuổi. Mời các bạn đón đọc cuốn sách Thăng Long kinh kỳ kể chợ. Đến với hội thi thiếu nhi tuyên truyền và giới thiệu sách hè 2023, trường Trung học cơ sở Thủy Hương chúng em xin gửi tới quý ban giám khảo, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh bài múa Mát Sắc Thư Pháp Hào Khí Việt Nam do top nam nữ của chi đội 7A trình bày. Xin mời quý ban giám khảo cùng toàn thể các bạn học sinh thưởng thức. Oh no!
chúc mừng đơn vị xã Thụy Hương đã hoàn thành xong 3 phần thi đầu tiên của mình. Vâng, và sau đây xin mời đại diện của đơn vị xã Thụy Hương chúng ta cùng ở lại để bước sang phần thi thứ tư, phần thi kiến thức. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi, và ngay sau đây xin mời câu hỏi thứ nhất dành cho đơn vị xã Thụy Hương với nội dung như sau. Em hãy cho biết trận Điện Biên Phủ trên không của quân và dân Hà Nội diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm? A. 12 ngày đêm, B. 13 ngày đêm và C. 14 ngày đêm. Xin mời câu trả lời. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong 12 ngày đêm. Đáp án của đội chúng em là đáp án A. Vâng, xin được chúc mừng đơn vị xã Thụy Hương đã hoàn thành xong câu hỏi đầu tiên. Và xin mời câu hỏi số 2. Với nội dung, em hãy cho biết hiện nay thủ đô Hà Nội có bao nhiêu quận, huyện, thị xã? A. 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. B. 12 quận, 16 huyện, 2 thị xã. C. 12 quận, 15 huyện và 3 thị xã. Xin mời câu trả lời. Đáp án của em là đáp án A. Hà Nội có hiện nay có 12 huyện, 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Vâng, xin được chúc mừng đơn vị Thụy Hương đã hoàn thành xong phần thi thứ tư cũng như 4 phần thi của mình. Xin được cảm ơn.